Hello, xin chào cả lớp. Bắt đầu từ video này, các bạn để ý anh sẽ đăng một loạt những cái câu liên quan tới bài toán về xác suất ha. Anh đang muốn review lại kiến thức những cái câu xác suất cho các bạn. Thì chú ý cho anh ha, những câu xác suất này nó nằm trong khoảng từ câu 40, 41 gì đó. Thì nó là vận dụng cao, cho nên các bạn chú ý. Thường nó sẽ rơi vào những trường hợp là như thế nào? Bài toán số. Thì các bạn để ý những trường hợp sắp xếp ghế hay là bài toán đếm số thì phải chú ý cho anh mấy cái như sau. Cái thứ nhất là coi nó có số 0 hay không, nếu có thì rất là nguy hiểm, chú ý ha, chia hai trường hợp. Thứ hai là nó thường sẽ cái biến cố thường nó sẽ rơi vào những trường hợp là các bạn liệt kê. Ở những dạng bài này là anh thấy như vậy ha, nó sẽ rơi vào những trường hợp liệt kê chứ nó ít khi nào rơi vào những cái trường hợp chung chung lắm. Liệt kê cho nên chúng ta khi liệt kê những cái số thỏa mãn biến cố A thì chúng ta phải để ý cẩn thận ha. Kiểm tra đi kiểm tra lại, nếu mà liệt kê sót một số là chúng ta sai liền. Rồi bài này ha, chọn ngẫu nhiên một số từ tập các số có ba chữ số khác nhau. Vậy đầu tiên mình phải tìm cái tập số có ba chữ số khác nhau. Số có ba chữ số khác nhau là A, B, C. Đứa nào quen rồi thì chúng ta lấy A 3 ha. Thì các bạn để ý chúng ta lấy chỉnh hợp cũng được, nhưng bây giờ anh giải thích đơn giản để mọi người hiểu. Từ các số có ba chữ số khác nhau thì nó sẽ lập từ những chữ số nào các bạn, nó không nói gì hết, tức là nó lập từ số 0, số 1 cho đến số mấy, cho đến số 9, được chưa? Là những chữ số của mình đấy. Rồi, số A của bạn có bao nhiêu cách chọn? Số A là đứng trước nè, thì nó phải có 9 cách chọn. 9 cách chọn, tại vì nó phải khác gì? Nó phải khác 0. Tiếp theo, tiếp số B. B phải khác A là 1. Và B có cần khác 0 không? Không cần. Cho nên B khác A. Khác A thì có 10 số từ 0 đến 9. Vậy khác A nó còn 9, 9 cách chọn. Thằng C này có mấy cách chọn? Thằng C này bằng 0 được không? Được. Nhưng mà thằng C này phải khác thằng A và khác thằng B, cho nên 10 số khác 2 số thì còn 8 cách chọn. Mình thấy đây là quy tắc gì? Quy tắc nhân, tại vì mỗi bước mình chưa có hoàn thành công việc, mình phải chọn hết 3 số mình mới hoàn thành công việc. Và anh suy ra cái không gian mẫu ha, tức là N omega của anh á thì sẽ bằng ha 9 nhân 9 nhân 8. Mọi người bấm cho anh ha. 9 9 nhân 9 nhân 8 bằng 648, được chưa? Và chỗ này là 648. Hoặc các bạn lấy ha chỉnh hợp thì các bạn cẩn thận. Bài này nó có số 0 cho nên cẩn thận thôi, làm cách này để ổn định hơn để cho mọi người hiểu ha. Rồi đây là anh tìm không gian mẫu. Bên phần này tìm không gian mẫu, bây giờ biến cố A của các bạn. Chú ý, mình tìm NA nữa đang cần tìm NA bằng bao nhiêu. Nếu các bạn tìm được NA thì các bạn ra được cái xác suất của các bạn. A là biến cố mà số được chọn có tổng các chữ số là số chẵn. Ví dụ số anh được chọn là ABC thì A cộng B cộng C nó phải ra số chẵn. Vậy chúng ta có những trường hợp nào? Chúng ta nhận xét ha. Anh có hai trường hợp cho mấy các bạn ha. Trường hợp thứ nhất là chẵn, 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 tức là ba số anh chọn là chẵn, đúng không? Trường hợp thứ hai là chẵn, lẻ, lẻ, đúng không? Số lẻ cộng số lẻ sẽ ra số chẵn và cộng thêm số chẵn sẽ ra số chẵn. Đối với các bạn có trường hợp thứ ba là chẵn chẵn lẻ không? Chẵn chẵn thì nó sẽ ra chẵn mà cộng lẻ sẽ ra lẻ, cho nên trường hợp đó không ha. Hoặc trường hợp là lẻ 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 nó cũng là ra số lẻ rồi, cho nên chúng ta chỉ có hai trường hợp này thôi. Rồi anh xét trường hợp thứ nhất, mọi người quan sát ha. Chẵn 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 thì đầu tiên cái số chẵn đầu tiên anh có mấy cách chọn? Mình phải coi này, tập các số chẵn mình sẽ có 0, 2, 4, 6 và 8, đúng chưa? Vì nó có số 0 cho nên anh luôn nhắc nhở mọi người phải cẩn thận ha. Đầu tiên, cái số chẵn này có mấy cách chọn? Số chẵn đầu tiên ấy, số chẵn đầu tiên thì các bạn có C đầu tiên có mấy cách chọn? Có phải là có 1 2 3 4 cách chọn không? Mà vì nó phải khác số 0 cho nên thằng này có 4 cách chọn. Tiếp theo, mọi người số chẵn thứ hai, số chẵn thứ hai thì nó chỉ như thế nào? Lấy số 0 được không? Được, nhưng mà nó phải khác cái số đầu tiên. Cho nên cho dù chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5 số nhưng mà nó khác cái số đầu tiên, cho nên nó cũng chỉ còn 4 cách chọn thôi, 4 cách chọn. Ở đây anh xài quy tắc nhân ha, tại vì mỗi bước chúng ta chưa hoàn thành công việc mà. Bước tiếp theo chọn số chẵn cuối cùng. Số chẵn cuối cùng thì các bạn chọn như thế nào? Thoải mái luôn, là số 0 đều chọn bình thường nhưng mà nó phải khác hai số này. Cho nên cho dù anh có 1, 2, 3, 4, 5 số thì anh phải khác hai số, anh còn mấy số? Còn 3 số thôi. Trong trường hợp này 4 x 4 là 16, x 3 được 48 số. Được chưa? Rồi đây là trường hợp thứ nhất, trường hợp thứ nhất. Qua trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai mình phải liên quan đến số lẻ. Vậy anh liệt kê số lẻ 1, 3, 5, 7, 9. Anh có tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5 số lẻ, được chưa? Đầu tiên số chẵn anh chọn trước ha. Số chẵn anh chọn trước thì số chẵn có mấy cách chọn? Số chẵn các bạn để ý mình phải khác 0, đúng không? Số đầu tiên nó phải khác 0. Vậy nó có mấy cách chọn? Nó có 4 cách chọn thôi.
Số lẻ tiếp theo các bạn có mấy cách chọn? Số lẻ thì anh có 5 cách chọn, tại vì nó đâu có dính số 0 gì đâu, nhưng nhân 5 ha. Tiếp tục số lẻ còn lại anh chỉ cần khác cái số lẻ này là thôi. Vậy anh là có mấy cách chọn? Anh có 4 cách chọn. À các bạn để ý chỗ này nếu không là thiếu ha. Trường hợp này anh đang xét là chẵn lẻ lẻ. Vậy còn trường hợp nếu số chẵn nó nằm giữa gọi là lẻ chẵn lẻ được không? Được chứ, đúng không? Mình phải suy nghĩ cái trường hợp này ra đúng không? À, trường hợp tiếp theo ha, từ cái, thật ra nó nằm trong trường hợp thứ ba nhưng mà anh phân tích nó ra để mọi người hiểu. Ở đây anh không thể lấy dây thừa được, tại vì nó có gì? Nó có số 0, nếu mà nằm trước á thì anh lấy ba dây thừa chỗ này các bạn sẽ sai. Cho nên anh chia trường hợp ra cho các bạn coi ha. Trường hợp tiếp theo nếu mà nó là ở đây nó là chẵn lẻ lẻ, nếu mà nó là lẻ chẵn lẻ thì như thế nào? Thì số lẻ có 5 cách chọn đúng không? Tiếp theo số chẵn sẽ có mấy cách chọn? Lúc này số chẵn cũng có 5 cách chọn, tại vì nó nằm giữa, nó có quyền bằng số 0, đúng chưa? Và số lẻ này là có mấy cách chọn? Số lẻ ngoài này sẽ có 4 cách chọn, tại vì hồi nãy thằng này nó đã lấy mất một số lẻ rồi, thằng này phải còn 4 cách chọn. Ok chưa? Rồi, tiếp theo cái cuối cùng đó là gì? Lẻ lẻ chẵn. Đúng không? Lẻ lẻ thì số lẻ có 5 cách chọn, số lẻ tiếp theo có 4 cách chọn, được chưa? Vì khác số lẻ đầu tiên. Còn số chẵn này cũng có 5 cách chọn, tại vì nó ở cuối cùng nó bằng 0 cũng được. Sau đó mọi người hết ha. Rồi, nhiều bạn sẽ hỏi anh tại sao chỗ này anh không đổi? Chỗ này nó là chẵn 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 rồi thì đổi kiểu gì nó cũng chẵn chẵn chẵn, đúng không? Cho nên ta không cần đổi. Còn chỗ này anh đổi là nó khác nhau, cho nên anh phải đổi vị trí tất cả các trường hợp nó ra. Bài toán ở cái phần câu vận dụng cao xác suất nó khó là chia trường hợp như vậy, cho nên các bạn cần phải suy nghĩ cho kỹ ha. Rồi, anh cộng hết cái trường hợp này lại anh coi thử anh được bao nhiêu ha. Trường hợp này anh cộng bấm máy tính cộng cho các bạn coi ha. Đây. 4 nhân 5 nhân 4 ha, cộng 5 nhân 5 nhân 4, rồi cộng cho 5 nhân 5 nhân 4 một lần nữa. Chúng ta sẽ được là, đây, anh bấm bằng ha, 280. Vậy trường hợp này anh có 280 số. Kết hợp với trường hợp thứ nhất là 48 số. Vậy từ đây anh suy ra n của biến cố A sẽ bằng 48 cộng cho 280 ha, bằng, các bạn cộng cho 48 cho anh nữa ha, bằng 328. Rồi mình suy ra PA của mình lấy bấm nhanh ha, là cái này là biến cố A này chia cho số kết quả thuận lợi là omega của các bạn ạ, chia cho n omega là 648 bằng, thằng này mà chia cho 648 nó hết không, bằng 41 phần 81 hả, 41 phần 81. Đáp án của mình là câu A ha. Ok chưa? Anh nhắc lại bài này ha, chia trường hợp ra và chú ý coi nó có hóa vị hay không. Bài này nó khó là gì? Khó là nó dính số 0, cho nên anh phải đưa vào cho các bạn để ý. Có số 0 vào thì phải chú ý cho anh ha. Cái tập của mình nó có số 0. Trong bài toán đếm số, cái thằng số 0 này khó chịu lắm. Khi có số 0 phải chia trường hợp, hoặc là chúng ta phải tránh nó ở những điểm mà chúng ta thấy nó ở số đầu tiên thì phải tránh nó ra. Chứ nếu nó bằng 0 thì lúc đó nó sẽ không thỏa mãn cái yêu cầu của đề bài. Đáp số của mình là câu A câu này ha. Rồi bây giờ anh sẽ qua câu thăng 107 review ha. Tiếp tục một cái câu về xác suất nữa. Câu này nó hình như nó ở trong đề minh họa, hay là nó chế lại cái câu trong đề minh họa gì đó, cho nên các bạn phải chú ý cho anh nhé. Mình đọc câu này coi. Có 6 cái ghế được kê thành một hàng ngang. Có 6 cái ghế được kê thành một hàng ngang. Vậy anh phát họa cái ghế cho các bạn coi ha. Đó. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Đánh số từ 1 đến 6 đi. Xếp 6 đứa học sinh, bao gồm 3 đứa học sinh lớp A, 2 đứa học sinh lớp B và 1 đứa học sinh lớp C ngồi vào cái hàng ghế này. Cái phép thử của mình là xếp 6 đứa ngồi vào cái hàng ngang. Vậy mình nghĩ ngay đến cái không gian mẫu chưa? Được chưa? Mình nghĩ ngay đến cái không gian mẫu. Đầu tiên anh sẽ có n của omega sẽ bằng gì các bạn? Xếp 6 đứa mà vào 6 cái ghế hàng ngang, 6 vị trí không trùng nhau, nó là gì? Sắp xếp là 6 dây thừa. Sẵn chỗ này anh sẽ nhắc cho các bạn luôn nè. Nhiều đứa hay hỏi anh trong cái đề số 2 hay đề số 3 gì đó, anh nhớ anh có giải một cái câu là gì các bạn? Xếp các bạn vào trong một cái bàn tròn. Thì trong trường hợp đó các bạn phải chú ý cho anh nè, vì đứa cuối cùng á và cái đứa đầu tiên á, cái bàn tròn mà nó trùng lại với nhau, cho nên nó không phải là n dư thừa đâu nhé. Vì đứa cuối cùng nó đâu cần xếp nữa, nó chỉ có một cách chọn là nó phải chui vô cái lỗ đó thôi. Cho nên các bạn chú ý cho anh cái chỗ đó, bài đó coi lại trong đề ha. Chúng ta ví dụ như 6 đứa thì có 5 dư thừa cách xếp thôi đúng không? Tại vì các bạn chỉ cần xếp 5 đứa thôi, còn đứa cuối cùng nó chỉ có một cách chọn nó phải vào đó thôi. Anh sẵn bài này thì anh nhắc luôn, nhiều đứa vẫn hỏi anh rất là nhiều. Rồi bây giờ biến cố A của mình là gì các bạn?
biến cố A là sao cho mỗi ghế có đúng một học sinh. Rồi cái chuyện này là sắp xếp ha, để cho đúng bài toán thôi. Xác suất để học sinh lớp C chỉ ngồi cạnh học sinh lớp B. Ok không? Học sinh lớp C chỉ ngồi cạnh học sinh lớp B. Thì nhớ cho anh, đối với bài toán xác suất mà liên quan tới hai thằng mà gần nhau á, hai ví dụ như bài này hai thằng ngồi cạnh nhau thì các bạn gom nó thành một cụm cho anh, giống mình lấy dây mình cột nó lại ha, giống mình lấy dây mình cột nó lại. Các bạn để coi thử học sinh lớp B thì các bạn có bao nhiêu đứa, học sinh lớp B các bạn có hai đứa, học sinh lớp C các bạn có bao nhiêu đứa, có một đứa à, hai kẹp một vô hai đúng không? Mà người ta nói thằng B này nè nó chỉ được ngồi cạnh với thằng C thôi. Ví dụ như các bạn để ý ha, anh có hai thằng B, B đây, B đây, thì thằng C nó phải như thế nào? Trường hợp thứ nhất là nó phải nằm vô giữa để nó chỉ được ngồi cạnh với B thôi. Ví dụ nó ngồi ở ngoài này thì bên phải của nó lại có thêm thằng A nữa có được không? Bên phải có thêm A thì không được. Đây là trường hợp thứ nhất ha, trường hợp 1. Đó, anh xóa anh ghi lên đây cho các bạn dễ hình dung. Anh đưa chia trường hợp cho các bạn ha. N của A đó, đang tìm N của A. Trường hợp thứ nhất là B C B, tức là C nằm giữa, ngồi giữa B, hai đứa B. Trường hợp thứ hai là C nó nằm ở, nó ngồi ở bên phải hoặc bên trái của B nhưng mà nó buộc phải ngồi ở đầu hàng. À, tức là gì các bạn? Thằng C nó ngồi đây này, hoặc thằng C nó ngồi đây này. Khi đó thằng B nó ngồi đây thì thằng C bên trái nó không sợ đụng thằng nào nữa, tại vì bên này đâu có ghế đâu, thằng A nó không có ngồi được. Mọi người hiểu không? Vậy trường hợp thứ hai là anh phải có thằng C này nè, anh ghi gọn ha, ngồi đầu bàn. Đầu bàn. Và tất nhiên thằng B nó phải ngồi cạnh thằng C nữa. Anh giải từng trường hợp cho các bạn coi ha. Trường hợp thứ nhất, BC như thế này. Khi đó anh sẽ coi ha, số kết quả thuận lợi trong trường hợp này là như thế nào các bạn. Anh gom thằng này là thành một cụm rồi. Gom nó thành một cụm rồi thì các bạn quan sát sao. Thì việc còn lại là anh lấy cái cụm này, anh đem sắp xếp vào trong những cái vị trí của cái ghế này thôi, cái gì đâu. Cùng với lại thằng A, đúng không? Cùng với thằng A. Thì các bạn coi này. Thứ nhất là gì các bạn? Anh đi hoán vị bao nhiêu thằng, một thằng này anh đã ghép thành một cụm rồi, anh xem nó như là một một thằng thôi ha. Một thằng này nó sẽ bao gồm ba cái ghế, tức là ví dụ như anh ghép ba cái ghế này thành một cụm rồi, được chưa? Anh coi nó là một. Ngoài ra mình có mấy đứa A, mình có ba đứa học sinh A nữa, tức là đây A này, đây A này và đây A nữa. Thì công việc của các bạn chỉ là đi hoán vị những đứa này với nhau thôi, trong đó cái nhóm này được đóng vai trò là một cụm thôi, cho nên anh hoán vị một 2, 3, 4, được chưa? Tức là anh đi hoán vị 4 thằng. Vậy trường hợp này anh có 4 dây thừa cách sắp xếp ha. Chẳng qua là anh đi hoán vị 4 thằng này với nhau, 3 thằng A và một cái cụm đã nhóm lại B và C rồi. Tiếp theo, có xong công việc chưa? Chưa. Tại vì hai thằng B này các bạn để ý cho anh nè, C nằm giữa nhưng mà hai thằng B này có thể hoán vị cho nhau được không? Được, thằng B này ngồi trái, thằng B này ngồi phải, mình cũng hoán vị cho nhau được. Cho nên chỗ này các bạn phải nhân cho hai dây thừa nữa. Hai dây thừa này đâu ra là để hoán vị hai thằng B với nhau. Bốn dây thừa này đâu ra là hoán vị ba thằng A và một cái cụm BC do mình gom lại rồi. Vậy anh xong được đối với trường hợp này ha. Bằng 4 dây thừa nhân 2 dây thừa là ra 48 cách. Cách xếp ha. Cách xếp. Rồi, trường hợp này là trường hợp để ý. C mà nó ngồi đầu bàn thì như thế nào? Anh xóa này để anh biểu diễn trường hợp thứ hai cho các bạn coi ha. Trường hợp thứ hai là gì? Thằng C nó ngồi đầu bàn. C nó ngồi đầu bàn thì C có mấy cách xếp các bạn? C phải có hai cách xếp. Xếp cho C trước ha. Tại vì có một con C mà, C phải có hai cách xếp. À, hai cách xếp này là xếp cho C này, tức là C có thể ngồi đây này và C có thể ngồi đây, ngồi đầu bàn là ngồi đây. Tương ứng với hai cách xếp của C thì có bao nhiêu cách xếp của thằng B? Thằng B các bạn có mấy đứa? Có hai đứa đúng không? Anh tạm gọi là B1 và B2. Thì cái thằng B1 này có phải có hai cách xếp không? Tiếp theo là hai cách xếp cho B thứ nhất. Tại vì B1 nó có thể ngồi đây, nó có thể ngồi đây, hoặc là nó có thể ngồi đây, đều được. Giả sử thằng C mà nó ngồi đây thì B1 nó ngồi đây, thằng C nó ngồi đây thì B1 nó ngồi đây, được chưa? B1 mình cũng có hai cách xếp. Vậy các bạn còn lại là gì? Còn lại ba cái A đúng không? A1, A2, A3, ba đứa A, A1, A2 và A3 cộng thêm cái đứa B2 nữa. Thì lúc này các bạn còn bốn đứa này, xong hết rồi. Giả sử như thằng C nó ngồi đây, các bạn đã xếp thằng B1 vô đây rồi, thì công việc còn lại của các bạn là bốn vị trí này, các bạn chỉ cần hoán vị bốn cái thằng này vô nữa là xong.
bốn thằng này bây giờ nó ngồi ở đâu đi nữa thì cũng không ảnh hưởng đến yêu cầu của bài toán nữa, đúng không? Vậy các bạn sẽ lấy gì? Lấy 4 giờ thừa nữa là xong. 4 giờ thừa này cho cái còn lại ha, cái còn lại. Anh nhắc lại một lần nữa ha, ở trường hợp mà C ngồi đầu bàn thì đầu tiên xếp cho C trước. C có thể ngồi ở phía bên trái, C có thể ngồi bên phải, tức là C có hai trường hợp, hai cách sắp xếp. Tương ứng với hai cách sắp xếp thì thằng B thứ nhất, anh lấy hai B mà, anh lấy thằng B thứ nhất ra, anh đi xếp thì thằng B nó cũng có hai cách xếp. Ví dụ thằng C nó ngồi đây thì thằng B nó sẽ ngồi cạnh C là ngồi đây. Nếu thằng C nó ngồi đây thì thằng B ngồi cạnh C nó sẽ ngồi đây, tức là B thứ nhất sẽ có hai cách xếp. Rồi, thằng B thứ hai và ba thằng A còn lại chỉ là việc hoán vị tại vô cho bốn vị trí còn lại là xong. Vậy anh có 4 giờ thừa. Vậy trong trường hợp này là 4 nhân 4 giờ thừa ha. Anh bấm máy tính thử ha, số này không nhẩm được. 4 nhân cho 4 giờ thừa là bằng 96 cách. 96 cách. Rồi, cách xếp. Rồi các bạn xong hai trường hợp chưa? Hết hai trường hợp. Mình sẽ cộng số kết quả thuận lợi lại ha. Vậy mình suy ra n của biến cố A, mình sẽ bằng cái gì? 48 cộng cho 96 ha, bằng 86 là 14, 13, 144 cách. Được chưa? Mình lấy thằng này mình chia cho mình chia cho biến cố A là xong. Các bạn ra được cái P của A ha, sẽ bằng NA chia omega là 144. Các bạn chia cho 6 giờ thừa cho anh ha. 144 chia cho 6 giờ thừa bằng 1 phần 5 ha. 1 phần 5. Vậy đáp số của mình là câu D đúng chưa? Rồi nhá. Thì các bạn chú ý, anh qua hai câu rồi, các bạn phải cố gắng hình dung lại cái cách làm cho mình. Bạn nào mà còn đang kiểu vẫn chưa có hiểu được, nghĩa là mình mắc gốc á, quy tắc nhân, quy tắc cộng như thế nào, inbox cho anh ha. Anh sẽ gửi video để các bạn ôn tập lại phần đó. Còn vào bài toán xác suất vận dụng cao rồi, cho nên mình phải chú ý, mình làm cho nó nhanh, tư duy cho nhiều vào. Và chúng ta nhớ là gì, nó hay rơi vào những trường hợp sắp xếp như thế này, là phải sắp xếp ra, phải liệt kê ra đấy. Liệt kê thì chú ý đừng có sót. Chúng ta phải suy nghĩ trước, suy nghĩ sau, coi thử cái cách này có sót gì không, cách kia có sót gì không ha. Những cái bài trước anh đăng trong group nó cũng thuộc dạng này, cho các bạn phải chú ý cho anh ha. Rồi video này anh tạm dừng tại đây. Những cái bài tiếp theo anh sẽ có video tiếp theo cho các bạn ha. Nếu các bạn có thắc mắc thì comment bên dưới cho anh nhé.